bên nhau sao nay nhạt nhòa về nơi phong ba. Anh từng nghĩ sẽ ấm em nhưng vậy mà là do anh cố chấp nhiều điều, chẳng thể lắm lo và thiếu nuông chiều. Ngay cả khi yêu cũng chẳng nhường nhịn bao nhiêu. Tự tâm anh thiếu đốt trái tim hai chúng mình, lặp lại trong giấc mơ cả sao chẳng thức tình. Leo đến hôm nay em được hạnh phúc chưa vậy? Người đàn ông cố chấp như anh thì làm sao chịu lắng nghe và thấu hiểu? Cứ cho riêng mình là người luôn đúng, chẳng bao giờ sai. Vì anh em tha thứ cho riêng mình là người luôn luôn chẳng bao giờ xa.